Poke tối thượng, game nhập vai giải cứu Pokemon đầu tiên tại Việt Nam. Mỹ Hầu Vương hay Ngộ Không đang có những bước chạy đà hoàn hảo trong việc quay trở lại đấu trường công lý. Kể từ sau bản cập nhật 10.6 vừa rồi, Ngộ Không từ một dead charm trên các trang thống kê vụt sáng thành sao, trở thành hot pick ở cả 3 vị trí, đường trên, đường giữa và đi rừng. Hắn mạnh đến nỗi Riot sau bản cập nhật 10.6 đã phải tức tốc update thêm một bản vá để có thể giảm bớt sức mạnh của Wukong. Vậy trong tình hình không cấm phải chọn của Wukong hiện tại, đâu là vị tướng mạnh mẽ, đủ sức khắc chế khỉ con? Cùng xem game.com bọn mình tìm hiểu nhé! Tướng khắc chế khu vực đường trên. Garen, Darius. Nếu như Wukong là một ngôi sao mới ở thời điểm hiện tại, thì hai dũng sĩ Garen, Darius chính là hiện thân của sức mạnh ở bản 10.5. Mặc dù cả hai đều đã bị nerf trong bản 10.6 vừa qua, thế nhưng nếu để đặt lên bàn cân so sánh, hai dũng sĩ này vẫn đủ sức để trở thành đối trọng cực khó chịu với nhân vật chính của chúng ta. Bộ kỹ năng của Wukong ở đầu trận có thể nói là rất tù. Không những thế, độ hồi phục của hắn cũng không quá mạnh mẽ và khả năng dọn lính, đẩy lính cũng khá kém so với những tướng đường trên hiện tại. Trong khi đó, với Garen và Darius thì hoàn toàn ngược lại. Cả hai dũng sĩ này đều sở hữu 1 đến 2 chiêu thức dọn lính rất hiệu quả. Nếu như Garen chỉ cần dùng E để có thể giải quyết đợt lính một cách nhanh gọn lẹ, thì ở Darius, hắn cũng có một lượng sát thương khổng lồ trên diện rộng nhờ Q, tàn sát. Mặc dù đã bị giảm bớt khả năng ăn gian chỉ số lính đi khá nhiều như farm rừng, cả hai vẫn là những quân bài có khả năng thăng tiến sức mạnh một cách khủng khiếp và sở hữu lượng sát thương dồi dào về sau. Vì thế, mỗi khi Wukong có ý định lao vào, hắn sẽ không gây được quá nhiều sát thương lên thân hình bồ tượng của cả hai nhờ vào lượng giáp và hồi phục của bọn chúng. Ngược lại, Wukong sẽ bị làm câm lặng hoặc bắt giữ và bị trả ngược lại sát thương một cách tàn nhẫn. Điểm sáng duy nhất mà Tề Thiên Đại Thánh có thể tỏ ra vượt trội so với hai dũng sĩ kể trên chính là khả năng mở giao tranh và kết hợp Wombo Combo mà thôi. Set. Nếu hai dũng sĩ ở đường trên là Garen, Darius tỏ ra khá tù trong khoản mở giao tranh và làm náo loạn đám đông, thì vị tướng đại ca Set lại có tất cả những điểm mạnh của một dũng sĩ, kèm thêm bộ kỹ năng có thể làm chủ đám đông một cách hoàn hảo. Ở Set có một bộ kỹ năng rất mạnh trong khoản sát thương tái đôi và khả năng chống chịu thì tuyệt vời bẩm sinh. Sẽ là rất dại dột nếu Wukong có ý định lao vào Set ngay từ những cấp độ đầu tiên, vì chắc chắn là sẽ không gây được quá nhiều sát thương lên đối thủ. Ngược lại, khỉ ta sẽ ăn một chuỗi dài combo không trượt phát nào của Set và kết thúc bằng một cú đấm với lượng sát thương chuẩn khổng lồ. Nghe thôi cũng đã đủ thấy choáng váng đầu óc rồi phải không? Chưa hết, Set còn có thể ngư ông đắc lợi ở một đặc điểm, đó là khi Wukong có ý định lao vào sử dụng chiêu cuối, tên đại ca này sẽ có ngay một mục tiêu để có thể sử dụng chiêu cuối của mình. Vốn dĩ có tầm thi triển ngắn, Set giờ đây có thể khắc phục điểm yếu của mình khi có hẳn một công cụ để lợi dụng trong những pha giao tranh. Kennen. Cũng giống như Set, Kennen là vị tướng sở hữu bộ chiêu thức có khống chế, gây sát thương và làm náo loạn đám đông một cách hiệu quả. Tuy không sở hữu một lượng máu và giáp dồi dào như ba vị tướng kể trên, thế nhưng Kennen lại sở hữu thứ duy nhất khiến cho bất kỳ vị tướng tay ngắn nào ở đường trên cũng ngán ngẩm khi đối đầu, với khả năng cấu rỉa từ xa vô cùng khó chịu. Với sải tay dài của mình, Kennen có thể dễ dàng cấu một lượng máu rất đáng kể khi đi đường với Ngộ Không. Nếu như Ngộ Không lăm le muốn tiếp cận, Kennen sẽ dùng E, tốc độ sấm sét để có thể thoát đi một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Và khi đã qua ngưỡng cấp 6 với bão sấm sét trong tay, sẽ là một canh bạc tất tay với Wukong nếu dám lăm le vào khô máu với Kennen khi hắn ta còn bão sấm sét trong người.
Bên cạnh đấy, với việc nội tại Wukong đã bị nerf hoàn toàn lượng kháng phép, Kennen sẽ là một quân bài không thể phù hợp hơn vào lúc này để khắc chế hoàn toàn Mỹ Hầu Vương của chúng ta. Tướng khắc chế khu vực rừng. Elise. Như đã nói ở trên, nội tại Wukong giờ đây đã bị tước bỏ một lượng kháng phép khá đáng kể, nên Mỹ Hầu Vương tỏ ra rất dè chừng khi phải đối đầu với những vị tướng sử dụng sức mạnh phép thuật làm nguồn sát thương chính. Không những thế, thời điểm đầu trận, Wukong đi rừng không sở hữu một lượng sát thương quá ấn tượng nếu như phải chạm mặt trong khu rừng. Trời thay, Elise lại chính là vị tướng sở hữu tất cả những điểm mạnh trên. Là một tướng đi rừng sinh ra để đè bẹp đối thủ ở giai đoạn đầu, Elise tỏ ra không có đối thủ ở cấp độ 3 khi cô cùng đám nhện con có thể gây được lượng sát thương cực lớn kèm sốc điện lên đối phương. Mạnh mẽ là vậy, Elise còn sở hữu kén nhện có thể khiến cho Wukong không thể phân bóng và bỏ chạy. Bên cạnh đó, trong các pha truy đuổi, Wukong sẽ khó có cơ hội để trốn thoát khỏi tầm đu lưới của nữ hoàng nhện. Thứ duy nhất và cũng là điểm yếu duy nhất muôn thuở của Elise chính là giai đoạn sau của ván đấu, khi mà sức mạnh của cô sẽ càng trôi dần theo thời gian. Tuy nhiên, nếu để cô ta và đồng đội khai thác triệt để tất cả mọi thứ, thì giai đoạn cuối trận cũng không dễ dàng gì cho bạn đâu nhé. Shyvana, Echo. Nếu Elise có điểm yếu trong khoảng thời gian cuối trận, thì Shyvana và Echo lại hoàn toàn ngược lại. Đây đều là những vị tướng có khả năng gây được lượng sát thương diện rộng, có độ chống chịu ổn cùng khả năng thăng tiến sức mạnh theo thời gian tốt. Trong khi Echo, cậu nhóc thời gian, gây ấn tượng nhờ khả năng lao vào đội hình và rút lui một cách dễ dàng, thì Shyvana với lượng chống chịu bẩm sinh có thể trở thành giàn chắn vừa gây được lượng sát thương lớn lên Wukong, vừa khiến hắn bị đẩy lùi ngược lại. Đây là khả năng giúp cho cả hai vị tướng trên gây rối loạn không kém gì Wukong và có thể khắc chế phần nào khả năng lao vào siêu khó chịu của Mỹ Hầu Vương. Lee Sin là một trong số những tướng có lượng sức mạnh cực đáng gờm ở thời điểm đầu của trận đấu. Lee Sin không khó để có thể xuất hiện trong bản danh sách này, trở thành một khắc tinh cứng của Ngộ Không. Sở hữu khả năng đánh nhau tay đôi tốt ngay từ cấp 3, thầy tu mù có thể đôi công với Tề Thiên Đại Thánh ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào trên bản đồ nhờ vào bộ chiêu thức dựa vào nội năng. Ngoài ra, khả năng tạo giáp, hút máu nhờ hộ thể và lượng sát thương từ hai chiêu thức còn lại giúp Lee Sin có thể dễ dàng giành lợi thế trước Ngộ Không. Đến với khả năng combat, mở giao tranh. Nếu như Wukong chỉ có một cách để có thể tiếp cận giao tranh, thì với Lee Sin, hắn lại có cả hàng trăm cách tiếp cận khác nhau. Ngoài ra, nội long cướp của Lee Sin cũng giúp hạn chế rất tốt khả năng gây sát thương và hiệu ứng diện rộng đến từ lốc xoáy của Tề Thiên Đại Thánh. Sở hữu rất nhiều điểm mạnh, vì thế nếu như bắt gặp Wukong ở team đối phương, lựa chọn ngay vào thầy tư mù sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.
Zack. Vị tướng cuối trong bản danh sách cũng là một lão tướng đã rất lâu mới xuất hiện trở lại trong meta, chính là vũ khí đặc chất, Zack. Gần như là vị tướng đi rừng có khả năng chống chịu duy nhất còn sót lại trong top meta. Zack hầu như miễn nhiễm với các thể loại sát thương nhờ khả năng hồi phục và lượng giáp đáng nể. Mặc dù không sở hữu khả năng tay đôi đầu trận từ sớm, thế nhưng Zack lại sở hữu ưu điểm dọn rừng cực kỳ nhanh và không ngà những bãi rừng nhiều quá nhỏ ngay từ những cấp độ đầu tiên, thứ mà Ngộ Không không có. Thế nhưng, điểm mạnh làm Zack có thể khắc chế được Wu Công. Thế nhưng, điểm mạnh làm Zack có thể khắc chế được Ngộ Không chính là khả năng khống chế và phá giao tranh rất tốt. Mỗi khi bay vào giao tranh, Zack có thể chịu một lượng sát thương lớn, gây được rất nhiều hiệu ứng khống chế, trong khi có thể vừa gây sát thương và hồi phục liên tục bằng phân bào. Sau đó thì vẫn có thể rút ra một cách an toàn. Bàn tay có giãn có thể khiến Ngộ Không bị bắt giữ. Trong khi đó, với chất tướng mỏng manh nhưng luôn phải lao vào giao tranh như Wu Công, một khi đã dính khống chế, Tây Thiên Đại Thánh gần như có thể mất hết phép thần thông quảng đại. Trong một vài trường hợp sử dụng phân thân từ trước đó, Wu Công gần như sẽ bị hạ gục, trong khi Zack thì vẫn có thể nhởn nhơ biến về sau giao tranh thành công. Vừa rồi là danh sách 9 vị tướng bạn có thể tham khảo để khắc chế phần nào sức mạnh in 3 của Tế Thiên Đại Thánh ở đường trên và khu vực rừng. Thế nhưng tin chắc, dù với vị tướng nào thì kỹ năng người chơi vẫn là thứ công cụ khắc chế hiệu quả nhất. Vì thế, hãy tập luyện thuần thục vị tướng mà bạn thích và tự tin bón hành cho Tế Thiên Đại Thánh nhé. Theo bạn thì ngoài những vị tướng kể trên thì còn có vị tướng nào có thể khắc chế cực tốt Ngộ Không nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!